Barca trở thành trò hề khi cho thuê sân Camp Nou tổ chức đám cưới. Do ảnh hưởng của tình hình tài chính nên Barca đã quyết định tận dụng thời gian không có trận đấu nào diễn ra để cho thuê sân Camp Nou. Trang chủ của đội bóng xứ Catalonia đăng tải bài viết với nội dung báo giá cho những cổ động viên muốn được thi đấu trên sân. Chi phí phải bỏ ra cho mỗi cổ động viên là 300 euro cho mỗi 60 phút thi đấu. Mọi chuyện càng trở nên đáng quan ngại hơn khi sân Camp Nou còn trở thành địa điểm để tổ chức đám cưới. Điều này nhanh chóng nhận về những sự chỉ trích nặng nề đến từ người hâm mộ. Người hâm mộ cho rằng đội bóng đang thiếu đi sự tôn nghiêm và không coi trọng danh tính của mình. Được biết, mức giá để tổ chức đám cưới tại sân Camp Nou thấp nhất là 1.600 euro và cao nhất là 13.500 euro. Số lượng người tham dự tối đa lên đến 1.000 người. Bóng đá 24 giờ, sống trên đường pitch.